Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu một dòng sản phẩm mới của bên em. Trước mắt quý vị đây là em giới thiệu đến dòng chép neo khối của GQ và có model là GT800-16. Nó khác gì với con GT800? Thì sau đây em sẽ đi quay cái chi tiết để anh em cùng xem. Dòng GT800 nhà em có một mẫu là neo khối, và con này cũng là neo khối nhưng nó có model nó -16. Thì cái -16 là cái gì thì em sẽ mời anh em cùng theo dõi. Nếu như mình nhìn sơ qua về cấu tạo như này thì con GT800 và con GT800-16 không khác gì nhau cả về hình thức bên ngoài, phải không ạ? Đều là một viên bi neo khối có sức mạnh hút cực kỳ khủng khiếp luôn. Nếu anh em mà để hai cái nam châm này nó hút vào nhau thì phải dùng một cái lực rất mạnh thì mới lôi ra được anh em nhé. Để hút hai cái hút vào nhau á, rất là nặng mới lôi được. Để có một lần nào em sẽ test cái độ kéo của con này xem được bao nhiêu cân độ hút ấy, xem một bằng viên kéo được viên sắt 5 cân không. Một cái vít bằng nhôm và em đã gõ bằng nhôm, cam kết mang bằng nhôm. Và cái kèn là côn 75. Cái kèn này là côn 75 mà nó là côn titan, như anh em nhìn thấy ở đây. Đó, côn titan. Hàng tốt. Đây cái đít này thì anh em gõ là nó keng anh ơi. Côn 75 như này thì anh em mình gọi nó là chép 750. Anh em có thể nhìn thấy ở đây. Và đây điều khác biệt của con neo khối này là anh em một cái mâm bằng nhôm, miếng này bằng nhôm. Còn con GT800 trước nó là một cái miếng nhựa và chỉ có một vành đồng. Còn cái này là một cái mũ nhựa, một cái mâm bằng nhôm hoàn toàn. Dòng neo khối thì cho tiếng tép nó sẽ mịn hơn dòng neo bi. Neo bi thì tiếng nó sẽ tơi hơn, nó sẽ lẩy hơn. Còn dòng neo khối này cho tiếng tép rất nhuyễn và mịn. Sau đây em sẽ test một chút để mời anh em mình nghe nhé. Em test một chút nhạc tép cho anh em mình nghe. Em đấu vào cái này. Thực ra là tép cái tép 750 thì thực ra là nó chưa phải là cái hiệu quả lắm, vì nó không thể thu âm được hết cái chức năng của con tép 750. Vì tép 750 nó là để đánh vội trường, mình thu âm kiểu này thì nó gọi là anh em nghe mình có cảm nhận được một chút cái độ hay của nó thôi. Bây giờ sẽ mời các bác nhé. Quý vị và các bạn mới nghe con kèn đánh, quý vị cảm thấy thế nào? Hãy cho ý kiến ở dưới video. Còn cá nhân em đánh giá nó cho tiếng chép rất nhuyễn mịn, độ hay là có khác so với những cái dòng chép khác. Dòng mâm nhôm này
dòng chép 750 bâm nhôm có giá bán tại bên em là 2.450.000 đồng một đôi và được bao ship toàn quốc, kể cả anh em ở đâu cũng được bao ship, và anh em đến cửa hàng mua thì giá sẽ được trừ tiền vận chuyển đi. Và em xin phép dừng đây và em có kết luận như thế này, còn chép neo GT 800 nó hơn những dòng chép khác, như là nó là một neo khối, và thứ hai nữa là cái mâm của nó là mâm nhôm, mâm cái cối này, cái cối nhôm này, cái cối nhôm. Và em xin phép dừng ở đây. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 61 23 23. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio.